Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phát triển bền vững, chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc săn bắt, buôn bán chim di cư diễn ra phức tạp ở nhiều nơi đã gây ra áp lực lớn đối với sự sinh tồn của nhiều loại chim quý hiếm và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Đối với tỉnh Lào Cai, một trong những địa bàn có rất nhiều loại chim tự nhiên di cư đến tránh rét và sinh sản, trong đó có nhiều loại chim quý hiếm như cu gáy, cò, rẽ. Để bảo vệ những loài chim tự nhiên, đặc biệt là chim di cư, Lào Cai đã có nhiều giải pháp ngăn chặn buôn bán và săn bắt trái phép. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin về hoạt động lâm nghiệp và phản ánh về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở huyện vùng cao Bắc Hà và Bát Sát. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Theo kế hoạch triển khai thực hiện tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 35.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đến năm 2025, diện tích rừng tự nhiên hiện có sẽ được quản lý chặt chẽ, hạn chế tối đa chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, từng bước hạn chế tình trạng suy thoái rừng và suy thoái đất. Đến năm 2030, cơ bản đẩy lùi tình trạng mất rừng, suy thoái tài nguyên rừng, suy thoái đất và sa mạc hóa, bảo đảm hài hòa phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn, đóng góp hiệu quả vào thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính. Diện tích rừng tự nhiên nghèo được phục hồi và nâng cấp chất lượng đạt 10% vào năm 2025, đạt 20% vào năm 2030, góp phần giảm tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên nghèo, tăng tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên trung bình và giàu. Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng kiểm tra nghiệp vụ cho gần 300 công chức viên chức các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn. Mỗi học viên sẽ thuyết trình các câu hỏi liên quan đến kiến thức nghiệp vụ chuyên môn như luật lâm nghiệp và các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành luật lâm nghiệp, các văn bản của Trung ương, ngành, tỉnh về công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, quy trình lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, kỹ thuật sử dụng các phần mềm để phục vụ quá trình công tác. Đợt bồi dưỡng kiểm tra này giúp đơn vị đánh giá những ưu điểm tồn tại hạn chế từng công chức viên chức để có kế hoạch sử dụng đào tạo hiệu quả, đồng thời là căn cứ đánh giá phân xếp loại công chức viên chức và xét thi đua khen thưởng ngành kiểm lâm năm 2023. Thông tin từ hạt kiểm lâm huyện Bát Sát, từ đầu năm đến nay, trên 8.500 lượt cán bộ, nhân dân đã được học tập tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hạt kiểm lâm huyện đã tổ chức 2 hội nghị cho 140 thành viên tổ đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, các thôn bản. 144 thôn bản đã tổ chức họp thôn tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng với tổng số 7.920 lượt người tham gia. Đơn vị còn phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức 4 hội nghị với 520 người tham gia tập huấn về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chi trả, hướng dẫn xây dựng phương án lập kế hoạch chi tiêu tiền dịch vụ môi trường rừng. Thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Bát Sát sẽ tổ chức một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, dự kiến có trên 200 người tham gia. Qua giả soát đánh giá năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Simacai đạt 42%, vượt 1% nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra. Dự kiến cuối năm nay, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện Simacai đạt 43%, tương đương hơn 10.000 ha rừng, vượt 2% nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt được kết quả này, huyện Simacai đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, triển khai hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, đảm bảo người dân được hưởng lợi theo đúng chế độ, chính sách quy định. Trồng rừng kết hợp với bảo vệ rừng, huyện Simacai cũng đã làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, phát huy hiệu quả vai trò các ban tổ xung kích, tổ quần chúng trong phòng cháy chữa cháy rừng. 136 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp được lực lượng kiểm lâm phát hiện từ đầu năm đến nay, tăng 8 vụ so với cùng kỳ.
Trong đó, vườn quốc gia Hoàng Liên xảy ra nhiều nhất với 35 vụ vi phạm, tiếp đến là các huyện Bắc Hà, Văn Bàn, thị xã Sapa, Bát Sát và các đơn vị địa phương khác. Hành vi vi phạm nhiều nhất là phá rừng trái pháp luật 54 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 26 vụ, khai thác rừng trái pháp luật 16 vụ, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây cháy rừng 14 vụ, còn lại là vi phạm quy định về quản lý hồ sơ trong vận chuyển lâm sản. Ngành chức năng đã tiến hành xử lý 110 vụ. Các vụ còn lại từ đầu năm và vụ tồn từ năm 2022 đang tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phát triển thêm trên 4.000 ha rừng tập trung, độ che phủ của rừng đạt 59,15%. Đây là những kết quả huyện Bát Sát đạt được trong 6 năm thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 5 năm nay, việc tuần tra canh gác quản lý bảo vệ rừng đối với các thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Mường Hùm ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Đó là nhờ được tập huấn kiến thức pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ bảo vệ là chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân là khi lên rừng lấy phải được phép những cái khu nào được chặt thì mới được lấy, rồi là lấy những cái loại nào để phù hợp, còn bảo vệ rừng lâu dài. Mường Hùm có trên 1.500 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn dựa nhiều vào rừng. Để giảm áp lực vào rừng, bảo vệ tốt 1.420 ha rừng, xã chú trọng triển khai các mô hình kinh tế mới như chăn nuôi ngựa hàng hóa, trồng chè, cỏ ngọt, trong đó nêu cao vai trò của cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ đảng viên. Thứ nhất là nêu cao cái vai trò của đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, mà hầu như các đồng chí này đều nằm trong là tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng, nên là cái này gắn liền với trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm thì sẽ được nâng lên hiệu quả tốt hơn. Từ khi có cái chỉ 13 giờ thì công tác phối hợp giữa các ngành chức năng cũng như là các ủy chính quyền địa phương thì đã nhịp nhàng hơn và đồng thuận cao. Khi có các cái vụ việc hoặc nhiệm vụ về lĩnh vực lâm nghiệp thì đã được vào cuộc cách đồng bộ và coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 6 năm từ năm 2017 đến năm 2023, thực hiện chỉ thị 13 của Ban Bí thư, huyện Bát Sát đã nâng độ che phủ rừng từ 56,37% lên 59,15%. Để nâng cao giá trị từ rừng, ổn định bền vững đời sống nhân dân trong khu vực, thời gian tới huyện sẽ kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội có tác động tiêu cực đến rừng. Đẩy mạnh cái công tác quy hoạch và cái đo đạc để xác định và cái rừng thì trong đó nó có hai loại rừng, tức là rừng tự nhiên và cái rừng sản xuất, để cái quy hoạch mà nó rõ hơn. Và Bát Sát cũng đẩy mạnh cái công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho nhân dân để nhân dân làm cái căn cứ bảo vệ cho đến từng thôn, từng gia đình. Bát Sát cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và đặc biệt là nêu rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chỉ thị 13. Còn tại huyện Bắc Hà, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đối với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua gặp không ít khó khăn. Từng bước tháo gỡ vướng mắc trong nhiều giải pháp được triển khai, công tác tuyên truyền được huyện Bắc Hà đặc biệt quan trọng để phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Tại những buổi họp thôn, những cuộc họp các đoàn thể như thế này, cùng với triển khai các công việc chung, nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ phát triển rừng đã được lồng ghép một cách trực quan sinh động. Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Bảo vệ rừng là bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho cả làng bản cũng như là bảo vệ cho nguồn nước sinh hoạt của mình hàng ngày. Và bảo vệ rừng thì có rất nhiều lợi ích như là môi trường xanh, sạch đẹp. Đến từng thôn bản, những vùng không có sóng để tuyên truyền vận động, còn những hộ dân ở xa khu dân cư thì chúng tôi đã đến từng nhà để vận động những công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng của trên xã bản liền.
bám sát tinh thần nghị quyết 55 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trồng rừng ở vùng cao, bảo vệ rừng ở vùng thấp và phát triển kinh tế đồi rừng. Các cấp các ngành trong huyện đã vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vừa trực tiếp vừa qua phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm để răn đe giáo dục. Hàng năm thì xã thì cũng tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền đến các cái tổ trưởng, tổ phó cũng như là đến nhân dân qua cái hệ thống là loa truyền thanh cũng như là cái hệ thống loa thông minh của xã đến tận các thôn. Huyện Bắc Hà cũng đã tổ chức xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm về nhân dân xâm lấn rừng tự nhiên để trồng quế. Chúng tôi đã đưa ra xử lý pháp luật. Và đặc biệt là các phiên tòa thì chúng tôi cũng tổ chức xử lưu động tại các xã và cũng có tuyên truyền qua các cái loa, cục loa không dây của xã để tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân biết những cái việc đó là vi phạm đến luật lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Hà đã tổ chức 3 hội nghị và 58 buổi tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp với gần 4.600 lượt người tham dự. Kết quả này giúp cho công tác phát triển rừng của huyện được triển khai hiệu quả hơn với diện tích trồng mới 9 tháng đạt 452 ha rừng, bằng 75,3% kế hoạch cả năm. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này là mùa nhiều loại chim di cư đến địa bàn thành phố Lào Cai để tránh rét và sinh sản. Trong đó có nhiều loại quý hiếm cần được bảo vệ như cu gáy, cỏ, rẽ. Ngành kiểm lâm đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và xử lý, nhưng nhiều người vì ham lợi vẫn bẫy bắt chim tự nhiên. Những tấm lưới mắt cáo này dài hàng trăm mét, mỏng manh tưởng như vô hại. Nhưng khi được trang lên, chính là cái bẫy đặc biệt nguy hiểm đối với loài chim trong tự nhiên. Bất cứ cá thể chim nào, dù to hay nhỏ, đều dễ dàng mắc vào mắt lưới, trở thành sản phẩm của kẻ đi săn. Để tăng thêm hiệu quả đánh bắt, các đối tượng còn dùng kèm theo bộ âm thanh với những chiếc loa công suất lớn nhằm giả tiếng chim gọi bầy. Đây chính là tang vật được lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng thu về để xử lý theo quy định của pháp luật. Phương tiện công nghệ cao, ví dụ như là loa ghi âm tiếng chim của di cư để đánh bắt chúng là dẫn đến là để bắt được những đối tượng đấy mà vi phạm quả tang là cả một vấn đề phức tạp. Những cái lưới mà nhân dân trăng ở trên cánh đồng ấy, thì chúng tôi bằng cơ bản nhìn thấy có thể nhìn thấy ngay và thì chúng tôi chỉ đạo ngay là tiến hành thu. Đấy, còn đối với một số địa điểm nó còn ở trong cái vùng lũng, vùng khe, thực ra là địa bàn nó cũng rất là khó và nhân lực thì về công chức thì cũng không có nhiều, thế nên là nhiều khi là vẫn còn có những hộ mà đánh bắt ở trong khe mà cũng chưa kịp về phát hiện. Thời gian qua, hạt kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng, các xã phường tăng cường các hoạt động tuyên truyền và phát hiện xử lý vi phạm. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền với gần 1.000 lượt người tham gia, tiến hành 125 buổi tuần tra kiểm tra. Thời gian vừa qua thì đã xử lý là trên 3 cái vụ là bẫy bắt chim di cư và trực tiếp là phạt là trên 3 triệu đồng. Thế còn thì từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn thành phố Lào Cai đã xảy ra là 7 cái vụ là săn bắt chim di cư, thế thì cũng chỉ đạo là kiểm lâm địa bàn cũng như là tổ kiểm lâm cơ động phối hợp và xử lý tiêu hủy trên 2.000 mét vuông lưới. Nhằm ngăn chặn việc săn bắt chim di cư, cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm lâm thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung vào các địa bàn thường xuyên diễn ra hoạt động săn bắt, phối hợp với các ngành chức năng ký cam kết với các nhà hàng không được tiêu thụ các loài chim tự nhiên bất hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.